Thanh Vân rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình để được chia sẻ những thông tin hữu ích về vấn đề sức khỏe. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là vì sao cần phải phát hiện và điều trị sớm bệnh suy giãn tĩnh mạch chân. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Bodyven của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng với chương trình. Và nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến nội dung chính của chủ đề, hãy liên hệ cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng đang hiển thị trên màn hình. Quý vị thân mến, bệnh suy giãn tĩnh mạch chân tuy là một căn bệnh không còn quá xa lạ, thế nhưng bệnh với những triệu chứng như là đau nhức chân tay, bị tê, bị chuột rút v.v. và nhiều người thì có tâm lý lơ là chủ quan nên bỏ qua, dẫn đến bệnh kéo dài và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Vậy vì sao chúng ta cần phải phát hiện sớm và điều trị kịp thời? Đồng hành cùng với chương trình xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Vâng, chào MC Thanh Phương. Kính chào khán giả của chương trình. Và vị khán giả sẽ cùng chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm về điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch chân, đó chính là cô Kim Xuân. Chào cô ạ. Xin chào MC, chào bác sĩ và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem truyền hình. Đây là những hình ảnh đầy đau đớn của anh Trịnh Đăng Lương, 45 tuổi, khi bị căn bệnh suy giãn tĩnh mạch hành hạ. Nguyên nhân là bởi anh làm trong nhà máy đệm mút cao su suốt 20 năm trời. Công việc phải đứng lâu, ngồi nhiều liên tục trong thời gian dài đã khiến bệnh tật vận vào anh từ bao giờ. Tôi bị giãn tĩnh mạch là mấy cái tĩnh mạch nó giãn, nó phình ra, nó như con run vậy đó. Bắt đầu lúc đó nó tê rồi đó, tê quá trời luôn. Chân của mình càng ngày càng nhức. Trời ơi, mà đi từ trên lầu đi xuống đây là phải bò luôn. Sinh hoạt hàng ngày của tôi là nó đảo lộn hoàn toàn. Từ lúc ăn uống từ này kia này nọ mà đi về đến nhà là mặc cáo này kia, vợ mà nói năng này kia là chửi liền, con cái không có quan tâm nữa. Tôi đi cái xe đi làm của tôi từ đây đến 10 cây số mà tôi đi không nổi. Tối á mình nằm mình ngủ mà vừa nhức vừa tụt vú, cô hai chân luôn á. Em thấy ngủ nha mà chân hai chân cái gác lên tường rồi đó, đến giờ nó nhức cái đó này xong ngủ nổi chứ em. Vâng, câu hỏi đầu tiên cũng chính là chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ, đó là vì sao với căn bệnh suy giãn tĩnh mạch chân thì chúng ta cần phải phát hiện sớm và điều trị kịp thời ạ? Thật ra cái bệnh suy giãn tĩnh mạch là một cái bệnh nghe nó rất là đơn giản nhưng mà nó gây một cái biến chứng rất là nặng nề. Tĩnh mạch nó là một cái hệ thống mạch máu, nó sẽ đưa máu từ ở dưới các cái cơ quan để về cho hệ thống tim mạch. Khi cái hệ thống tĩnh mạch của chúng ta suy giảm thì cái tuần hoàn ở trong tĩnh mạch nó sẽ chậm đi, do đó sự ứ động nó sẽ xảy ra. Và khi mà có sự ứ động máu ở trong hệ thống tĩnh mạch thì cái vùng nuôi chân nó sẽ không được nuôi dưỡng tốt, nên đầu tiên các bạn sẽ thấy là gì, tê bì chân tay, thấy đau, rất là đau, và cái da chân của chúng ta nó sẽ bị thay đổi cái màu sắc. Các bạn sẽ thấy nó có vẻ những cái vết bầm giống như là những cái vết mà chàm ở da. Nếu nặng hơn nữa thì nó sẽ làm là viêm các cái tĩnh mạch, và khi viêm các tĩnh mạch như vậy nó sẽ làm loét ở những cái chân. Nó có thể gây tổn thương hoại tử và đôi khi sẽ bị cưa chân. Chúng ta sẽ thấy cái tĩnh mạch nó nổi lên rất là ngoằn ngoèo. Các bạn thấy thẩm mỹ nó không đẹp, đặc biệt đối với nữ của chúng ta. Nó sẽ làm cho cái mạch máu sẽ không lưu thông được và do đó nó sẽ làm gây nên tình trạng là tắc các cái mạch máu. Rồi sau đó nó sẽ gây tạo những cái cục máu đông. Và nếu vô tình những cái cục máu đông này mà nó chảy đi những cái vị trí khác ở trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ gây nên tình trạng là tắc mạch. Ví dụ, bác sĩ nói là sẽ tắc ở mạch đùi thì khi đó nó sẽ làm hư cái chân của chúng ta. Nếu mà tắc ở mạch tim thì nó sẽ gây nhồi máu cơ tim. Nếu lên đến mạch não sẽ gây là nhồi máu não. Nếu chúng ta vào phổi thì sẽ gây nên tình trạng suy hô hấp cấp do tắc mạch máu phổi. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và có một cái nỗi quan tâm lo lắng của nhiều bệnh nhân, đó là khi bị suy giãn tĩnh mạch chân thì liệu ai bị rồi cũng phải phẫu thuật hay sao ạ? Hoặc là khi nào thì mình mới cần phải đến phẫu thuật hả, thưa bác sĩ? Những cái phương pháp phẫu thuật của tĩnh mạch chỉ dùng trong những trường hợp mà chúng ta không giải quyết bằng nội khoa được thôi. Còn một cái trường hợp thứ hai là tắc các cái mạch máu. Và khi tắc mạch máu ở chi thì đôi khi phải giải phẫu ra để lấy những cái tắc nghẽn nó đi. Một số bệnh nhân sẽ quan điểm là phẫu thuật là coi như là xong, chúng ta không bị suy giãn tĩnh mạch nữa. Thì đây là một trong những cái suy nghĩ không đúng. Nếu chúng ta không điều trị một cách tích cực thì chúng ta vẫn tiếp tục bị tái phát lại cái suy giãn tĩnh mạch. Hiện nay đó thì cái phương pháp điều trị thì để cho nó đạt được cái hiệu quả tốt thì thông thường các nhà chuyên môn người ta sẽ phối hợp những cái loại dược thảo. Là vì dược thảo từ lâu đời rồi đã được sử dụng để điều trị những bệnh lý về tĩnh mạch. Đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy cái loại dược thảo đó là hạt dẻ ngựa. Các nhà khoa học đã thực hiện 3 cái nghiên cứu trên hơn 10.000 bệnh nhân
về cái hoạt chất trong cái hạt dạ ngựa cho thấy là 84% bệnh nhân giảm đi cái triệu chứng sưng phù và 85% bệnh nhân là giảm đi cái tình trạng tê nặng chân tay và 91% bệnh nhân là giảm đi cái tình trạng đau nhức do cái suy giãn tĩnh mạch. Kết hợp với hạt dạ ngựa thì trong đó có cái rutin trồng hoa hòe nè. Hoa hòe thì ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều và từ lâu đã được gọi là một cái loại thảo dược nó giúp cho cái bền thành mạch. Do đó nó sẽ giúp cho thành mạch của chúng ta người ta gọi là trẻ lâu hơn. Ngoài ra thì còn có cái diosmin và hepsidin làm tăng cường cái tác dụng là bền thành mạch và làm cho cái thành mạch nó lưu thông được dễ dàng hơn. Ngoài ra thì để tăng cường cái khả năng chống oxy hóa thì các nhà khoa học người ta hay sử dụng thứ nhất là hạt lý chua đen và cái thứ hai là cái vỏ thông và thứ ba là của hạt nho. Nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng tổn thương của thành mạch và nó làm cho thành mạch của chúng ta được bền vững hơn. Bên cạnh đó thì nó còn có một cái loại mà để làm gia tăng cái tuần hoàn của cái mạch máu á, thì sẽ có là cái lá bạch quả là một. Cái thứ hai là cái chổi đậu giúp cho máu huyết lưu thông tốt, do đó tránh cái tình trạng là gì huyết thối ở tĩnh mạch. Kỳ vậy bà. Sao tự nhiên đang đi ngồi xuống là sao vậy? Thì mệt thì ngồi xuống chứ sao? Thông báo cho bà biết là tôi đăng ký để mà khiêu vũ cái lớp khiêu vũ rồi đó. Không đi khiêu vũ mình đi. Trời, một mình tôi nhảy sao được? Vậy vậy vậy. Trời, công viên đông này tự nhiên là Cái gì vậy? Tôi đã nói là tôi không có nhảy mà cứ lôi hoài, bây giờ đau cái giò quá trời vậy nè. Tôi bị giãn tĩnh mạch. Bà bị suy giãn tĩnh mạch đúng không? Cái vấn đề bệnh này của bà nó là chuyện nhỏ như con thỏ luôn đó bà. Tôi cũng có mấy ông bạn già cũng bị suy giãn tĩnh mạch giống như bà vậy đó. Mấy ông có cái giải pháp là trị liệu là tuyệt vời luôn đó bà. Bệnh giãn tĩnh mạch này là khó trị lắm đó. Yes. Có giải pháp sao? Có giải pháp mới nói chứ. Thảo dược thiên nhiên đó, trong đó nó có những thành phần như là hạt dẻ ngựa nè, rutin nè, diosmin nè, hepiridin nè, là hiệu quả đó bà. Hay quá vậy ta. Ừ. Giãn tĩnh mạch á rất là khó trị. Ừ. Mà hôm nay lại có giải pháp này sao? Đương nhiên. Nhưng mà liệu có an toàn không? Tất nhiên là an toàn rồi. Cái giải pháp này sẽ giúp tăng cường bền thành tĩnh mạch, giảm nhanh các triệu chứng đau nhức chân nè, tê bì nè, chuột rút nè, nặng mỏi chân nè, sưng phù chân nè, làm mờ gân xanh nè. Dùng lâu ngày sẽ giúp phòng ngừa được các biến chứng nguy hiểm của bệnh suy giãn tĩnh mạch. Đúng là ông xã tuyệt vời luôn á nha. Boniven hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quay trở lại với chương trình, Thanh Phương xin được phép trò chuyện với lại cô Kim Xuân, vị khán giả cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Được biết là cô có một khoảng thời gian rất là mệt mỏi với bệnh suy giãn tĩnh mạch. Cô có thể chia sẻ một chút được không ạ? Trước kia lâu lắm rồi mình bị cái chân thì mới đầu cứ thấy nó mỏi mỏi, nó nhức nhức, đôi lúc thì nó tê bì chân tay lại, và thậm chí là đến lúc nó bị chuột rút, đêm ngủ là bị chuột rút. Thế mình cứ nghĩ là chắc là hàng ngày mình làm việc mệt mỏi này, làm việc quá sức này, thì nó tạo ra như thế thôi. Thế độ khoảng 3 năm trở lại đây đấy, thì mình cứ thấy chân tay nó đau nhiều lắm, nó đau, nó nhức, nó tê, và thậm chí chuột lại rút nhiều hơn. Và đặc biệt nhất là cái chân của mình ấy, nó nổi lên những cái đường gân xanh ấy, to, ấn vào nó đau. Thậm chí nhiều lúc nó đau á, phải có người dìu mới đi được. Cứ đến buổi chiều đến ấy, thì chân mình nó cứ sưng to lên, có xỏ được giày dép đâu. Tới bệnh viện thì được bác sĩ khám bệnh và tư vấn cho mình, nói là mình đã bị suy giãn cái tĩnh mạch chi dưới. Sản phẩm Boniven kết hợp các cái hoạt chất ở trong các cái thảo dược, ví dụ như là trong đó có là hạt dẻ ngựa, cái rutin trồng hoa hòe nè, Boniven, còn có cái diosmin và hepsidin có tác dụng làm bền thành mạch và nó làm cho cái sự đàn hồi của cái thành mạch nó tốt hơn. Bên cạnh đó, sản phẩm Boniven thì lại gia thêm các cái thảo dược mà có tác dụng là chống oxy hóa, có nghĩa là nó sẽ phục hồi lại những cái tổn thương của thành mạch, ví dụ như lý chua đen nè, vỏ thông nè và hạt nho. Ngoài ra Boniven còn thúc đẩy cái tuần hoàn của mạch máu, thì còn có cái bạch quả, cái chổi đậu. Sản phẩm Boniven kết hợp một cách hài hòa nhiều cái tác dụng của nhiều loại dược thảo lại với nhau, do đó nó cho chúng ta một cái tác dụng hiệp đồng của các loại dược thảo tốt cho cái hệ thống mạch máu của chúng ta. Sản phẩm Boniven sử dụng cái công nghệ gọi là công nghệ siêu nano để đạt được một cái kích thước rất là nhỏ, cái phân tử rất là nhỏ, để nó tăng cái độ hấp thu cũng như làm ổn định cái nồng độ của các cái chất ở trong cái sản phẩm. Cái thứ hai nữa là sản phẩm Boniven được sản xuất tại nhà máy đạt được cái tiêu chuẩn GMP của Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Từ ngày bệnh tật được kiểm soát, anh Lương đã trở lại với con người thật của mình,
một chàng trai nam bộ thân thiện, cởi mở, dễ mến, đặc biệt là đôi chân đã khỏe mạnh trở lại. Tôi mua về tôi thử uống, thấy là tối mình nằm ngủ bớt cái chuột rút rồi đó. À, mình cảm thấy nó khỏe đó. Với mình đi xe đó, là hai chân nó không chuột rút nữa. Càng ngày bệnh tình của tôi nó càng giảm. Tôi mừng quá trời luôn. Bây giờ lúc tôi cảm thấy là tối ngủ là ngon nè. Tôi không còn tê nhức và chuột rút nữa. Rồi ăn nói chung cũng được. Nói chung sinh hoạt cái sinh hoạt của tôi á là nó trở lại như trước á, mà ngồi mới nói chuyện với như vậy là không bao giờ ngồi được, ngồi lâu được. Bây giờ đi đứng nói chung là ngồi cái thứ thoải mái. Giờ đã quanh đi chạy đi nhảy gì cũng bình thường. Cái bắp chuối đây thì mới đầu nó nổi còn gân gân lên. Mình giờ cái tay mà có cảm giác nó cộm. Giờ tôi cảm thấy nó bớt. À, nó bớt cái xẹp từ từ mà ngủ được, mà ăn được, cái này ăn được thì mình cảm thấy cái khỏe mình nó hồi phục nhanh, nó mừng quá trời luôn. Boniven hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Boniven đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng với chương trình. Và nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến chủ đề, hãy đừng ngần ngại liên hệ cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng đang hiển thị trên màn hình. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.